Nhìn nãy như Đức gặp một gia đình, cái nghiệp phá thai này ghê lắm quý vị ơi, không có đơn giản đâu. Người mẹ lao theo đứa con gái, người cha cũng tức tối. Nhỏ tự nhiên nó tức, nó không kiềm chế được, hình như là nó xuống nhà bếp nó cũng đụng chạm cô nào đó. Con bé trắng trắng, tưng tưng á. Mà nó không phải tưng tưng đâu. Nhà Đức hỏi mẹ nó, cô từng phá thai phải không? Dạ, phá thai đây. Nghiệp duyên gia đình cô nó kéo đến, phước giảm. Bây giờ nó khiến cho nhỏ này gì? Tự nhiên nó cào ố, người nó chạy chùa, nó cắt nó. Nó cắn cái tay nó. Rồi nó nói với ba mẹ nó sẽ giết em của nó. Nó giết xong nó sẽ đâm vô bụng nó tự tử. Rồi cha nó nổi máu tức lên, mày là con quỷ, chữ nó sùm hết, ghê không? Quý vị thấy cái kinh khủng cái nghiệp phá thai chưa? Nó quán hẳn quý vị, bỏ đứa này mà sanh đứa kia. Cái đứa kia kia thiếu phước rồi, không có học được Phật pháp sâu sắc rồi, thì nó khiến cho đứa kia phải làm điều đó, để gia đình này lộn xộn lu bu, nổi loạn gia đình này lên đó. Nó đòi nợ bằng cách là gia đình này phải bốc lên loạn hết, khổ đau te tua thả tơ chứ. Thì biết bao nhiêu con người ở đây mà bình yên là từ đâu quý vị? Vì bao nhiêu con người ở đây họ được đè phục từ định lực nhân quả. Họ phát tâm lực và định lực của họ nên cái nghiệp duyên không khảo đảo họ được. Trong đây chỉ cần có một người thôi, nó khùng khùng ở trợn, nó không có tâm quyết thôi, là nghiệp duyên khảo nó liền, không nói dòng do chứ. Nó không có tâm quyết á, chỉ cần ai kích động nó đi về nó là khùng bất trợn. Tâm lực nó yếu quá, nó bị nó quay. Chứ nếu cái đứa mà tâm lực cực kỳ mạnh, nó nghe vào pháp nó nắm được rồi, đố ai làm nó buồn được. Cái tác động của cái buồn là do bản thân mình, không phải do người khác 100%. Cái nhân tố là bản thân mình đã từng phạm phải nên nó đến với mình như vậy. Còn nếu như hôm nay mình đem nó, mình bỏ vào tâm là mình khổ là do tại mình. Còn cái nhân quả nó phải đòi mình. Nhưng bản thân mình khổ hay không là do bản thân mình có sâu sắc về định lực nhân quả hay không. Nhớ nghe, những bài chia sẻ Phật pháp của những đức nó cực kỳ quan trọng luôn. Mà rất là nhiều người, quý vị, họ cho rằng cực kỳ đơn giản, học làm gì. Đúng là họ không nhìn ra được thật sự quý vị luôn. Một con người đơn giản như những đức mà nuôi 2000 con người, tổ chức bao nhiêu chương trình, một ngày giảng pháp thường xuyên, ngồi xuống là giảng ào ào, họ còn không nhìn ra. Một bài giảng người ta ghi cả tháng chờ mới ra một đề cương, chích lục bao nhiêu văn tự, những đức không ghi đề cương được hả? Những đức đem sách chư tổ sư ra, những đức chích lục, những đức ghi từng đoạn lại thì ghi ra đề cương chứ gì. Nhưng đó là văn tự của người ta, còn mình lên là nó phát xuất tự nhiên này nè, nó mới đi phù hợp vào căn tính con người đang cần như thế nào để học. Nên con người bây giờ họ đi tìm cái cao xa, quý vị ơi, họ không biết được cái điều đơn giản để giải quyết vấn đề cho cuộc đời họ. Cái nhẹ không chịu giác, đi đòi giác cái nặng. Nó rõ ra là chúng ta trong cái thời cuộc này, thật sự mà nói, sự thông minh chúng ta cực kỳ kém cỏi. Chỉ ngay chỗ nào, quý vị, chúng ta bị cái xã hội phát triển này làm tổn thương bộ não. Nên con người bộ não không động nổi để phát huy, gọi là bị cái xã hội vật chất danh lợi làm cho bộ não bị lu mờ. Nên không nhìn ra được cái đơn giản để phát triển sự thành công của cuộc đời chúng ta. Bản thân những đức đã lao với cái cuộc sống mười mấy năm, được cái gì đâu. Vậy mà đi vào đạo là không cần gì, nhưng lại có tất cả. Kinh khủng không? Đi vô đạo mục tiêu là không cần gì mà lại có tất cả, quý vị à. Rõ ràng trong nhà Phật dạy 100% là đúng. Buông tất cả có tất cả. Nếu thật sự mà làm điều này, 100% quý vị là có. Và cụ hứa chí quý vị rằng, biết rằng bả 100 mấy chục tuổi, bả nuôi bao nhiêu người già, mà người già bao nhiêu, 60 mấy tuổi. Bả 100 mấy chục tuổi, bả nuôi người già 60 mấy tuổi. Bả có mấy viện dưỡng lão nuôi người già, nuôi trẻ em, nuôi người cơ nhở. Bà 100 mấy chục tuổi đi lo cho
Người già sáu mấy tuổi, đồ bà thường bận là lụm trong cái thùng rác, đồ người ta bỏ đi bà lụm chấp nối lại bận. Bà sống cực kỳ đơn giản, ăn cũng đơn giản mà cực kỳ khỏe luôn. Bà nói mỗi ngày bà thường ha ha, bà không có sống hu hu. Bà nói rằng á, tâm bà rất là thanh tịnh, xã hội vô cùng là tạp loạn. Bà ví dụ rất đơn giản quý vị, bà là một người không có học nhiều, bà ví dụ cực kỳ đơn giản mà quý vị rất dễ hiểu, nếu như quý vị chịu hiểu. Tại quý vị không chịu hiểu, nó dùng văn tự đơn giản cho quý vị nghe là quý vị không chịu hiểu, không tính để hiểu. Bà ví dụ rất đơn giản, bà nói rằng bà đứng ngay cái đường mà nhìn xe chạy qua chạy lại, nhìn xe rất là nhiều nhưng không đem chiếc xe nào để vào trong đầu. Vì gì sống trong cái cuộc đời này, dù bao nhiêu thứ đi chăng nữa thì giống như đứng ở ngoài đường nhìn xe chạy, thấy xe chạy qua chạy lại, nhưng nó chạy xong thì nó chạy đi đâu, nó chạy kệ nó, không để cái gì vô tâm thì tự tâm thanh tịnh. Bà ví dụ vậy đó, dễ hiểu không? Còn mình thì lụm cái thứ gì cũng đem bỏ vô, cái thứ gì mình cũng nạp vào chứ, nó làm gánh nặng mình trong cuộc đời này nên mình quá phiền não. Nếu như những đức nuôi 2000 con người này mà những đức lụm cái gì cũng đi tìm, đi lụm, đi kiếm, nên những đức nói sống trong cuộc đời này có những cái mắt nhắm mắt hả? Khỏe quá, nhắm con mở con cũng được, còn lúc nào cần mở hai con thì mở, lúc nào chỗ phù hợp cần mở hai con thì mở ra, còn lúc nào mà cần nhắm một con thì nhắm lại đi một con đi, cho cái con này nó khỏi nhìn để nó khỏe một chút. Bản thân mình đi tìm, để kiếm, để nhìn, để mà nạp vào bộ não của mình để cho nó nặng căng. Bản thân mình chết, tại sao người ta làm tôi khổ mà mình đi tìm khổ. Chùa này bây giờ mà những đức đi tìm không biết bao nhiêu chuyện mà giải quyết mà nói. Những đức chỉ cần nhắc nhở như vậy đó. Nhắc nhở cái gì? Bạn sống cho tốt đi thì hoàn cảnh tốt sẽ đến với bạn. Bạn sống không tốt, bạn có trốn người thì cuộc sống không tốt sẽ đến với bạn. Trong cuộc đời chúng ta ai cũng còn sai, nhưng mà một phạm vi nào thôi. Chứ bản thân chúng ta cái gì cần tốt được thì tốt, mở tâm lượng ra là điều quan trọng nhất. Nên một con người thiệt thòi nhất là hẹp hòi và ích kỷ. Người hẹp hòi mà với ích kỷ là hoàn toàn bạn sẽ mất tất cả tình thương yêu, vì bạn là người hẹp hòi ích kỷ. Nhưng bạn mở rộng tâm lượng, bạn cũng phải nhìn đúng vị trí. Có những vị trí bạn mở rộng tâm lượng nhưng mà bạn đừng có thu nạp nhiều quá. Nên từ nơi đó giống như ngoài đời, có những người người ta bạn bao la nhưng mà đụng đâu cũng kết bạn. Chúng ta không cần đụng chạm mà cũng không cần thiết phải kết bạn nhiều quá. Tại vì sao? Quá nhiều bạn tào lao thì bản thân nó có khi nó kéo mình đi vào tào lao. Nên chúng ta chung chung mà sống, tự nhiên cái duyên đưa đẩy gặp một người đặc biệt nó còn hơn 100.000 người. Nên chúng ta sống trong cuộc đời này thấy rõ ràng, có nhiều người bạn bè thiệt là nhiều, nhưng cuối cùng khi mình gặp nạn có bạn nào đâu đó. Nên từ nơi đó thà chúng ta có một người bạn chất lượng còn ngon hơn. Nên mở rộng tâm lượng nhưng phải có trí tuệ, chứ nếu không nó tu nạp tùm lum, rác đến thì nó cũng bỏ vào. Nếu như bạn có khả năng tiêu thụ rác thì bạn cứ lụm tất cả rác bỏ vào đi. Còn nếu như bạn không có khả năng đó thì bạn phải tích lọc, biết bỏ vào đúng vị trí. Vậy thì bạn sống rất là đặc biệt, rất là tuyệt vời quý vị. Đúng không? Nên chúng ta bị cái thế giới này làm mình loạn tâm, mình chạy theo nó muôn biến dạng hóa, mình bị loạn trí loạn tâm, phiền não chết mồ. Nói mà trên mạng thôi quý vị thấy nó đầy chứ. Nó vô đó mà người có trí tuệ thì càng ngày càng có trí tuệ. Những đứa ở trong cái tạp loạn đó mà giảng pháp cho quý vị nghe, toàn là học ở trong cái tạp loạn đó mà ra quý vị. Còn quý vị không có khả năng đó thì thôi niệm A Di Đà Phật đi cho nó yên. Thấy không? Nó đầy ở trên á. Mà tôi mười mấy năm học Phật mà không bị nó kéo, tôi vẫn duy trì, lúc nào cũng duy trì được. Quý vị có một chiếc điện thoại tôi bấm gọi cái nhìn người ta ở đâu cũng nhìn được. Một chiếc điện thoại chơi với nó thì thôi đừng có nói nữa, bao nhiêu thứ để mình chơi trong nó với nó. Vì mà tôi đâu có thiếu điện thoại đâu, mà tôi không bị nó kéo. Cái này là cả vấn đề chứ không đơn giản. Quý vị coi nhiều trẻ em bây giờ bộ não bị phá hoại từ khi còn nhỏ, đến nỗi bệnh đau đến mức mà bỏ cả cuộc đời luôn. Cái tay nó không có điện thoại mà nó vuốt gì nè, cái đứa bé nhỏ kia
cha mẹ nó cho nó chơi mà cái gì mà con mèo với con chó vượt nhau á, phim hoạt hình đó ra, sorry gì đó. Quý vị biết rằng á, nghe, chỉ cần kêu con mèo là nó la mèo 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 mèo, nó điên đến mức gì đấy quý vị. Kêu con chó là nó la chó 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 chó. Nó chỉ cần gặp con mèo thiệt nó bậy lên, nó giặt con mèo, nó giặt con mèo quá trời luôn. Nó dơ đến mức mà nó ghiền đến mức mà nó là con chó hay là con mèo luôn. Nó gặp cái con khác đối thủ của nó là nó giặt, nó giặt con đó, nó bóp cổ con đó, điên cuồng đến mức gì luôn đó quý vị. Mà bây giờ rất nhiều trẻ em bị ảnh hưởng cái chỗ là cha mẹ muốn làm việc tiện bề đưa điện thoại cho bấm chơi game rồi vuốt giết quý vị ơi. Bây giờ thành bệnh mà cứ ngồi đâu là vuốt hoài vậy nè, vuốt không luôn và đơ vậy nè. Kìa, bệnh viện nhi đồng quý vị sẽ thấy rất nhiều cháu bị căn bệnh này, kinh khủng không? Nó nên á, ngày xưa quý vị biết nhiều người ta rất thông minh nha quý vị, bộ nhớ người ta rất là nhớ dai, có người bây giờ quên nhiều lắm. Tại vì sao? Cái khoa học hiện đại này giết chúng ta sẽ bị quên nhiều lắm quý vị, quên nhiều lắm. Ngày xưa người ta đâu có máy tính gì đâu, người ta tính bằng đầu óc không, người ta làm việc đa phần là người ta dùng bộ nhớ không. Quý vị biết bao nhiêu công việc của những đức và giảng pháp toàn là bộ nhớ không đó quý vị. Những đức không xài máy móc gì hết, không có xài máy móc gì hết. Những đức thấy rõ ràng luôn, bộ nhớ càng ngày càng phát triển quý vị ơi. Cái bộ nhớ mình phát triển là ngay chỗ nào? Cái tâm bình tĩnh á, cái tâm bình tĩnh sanh trí tuệ. Cái tâm loạn tưởng làm sao sanh trí tuệ được? Nó thường nó bị đánh qua đánh lại nhau. Một cái tâm mà nhiều thứ đánh qua đánh lại nhau trong tâm, mâu thuẫn, tự mình mâu thuẫn mình. Tại sao mình như vậy? Không giải thích được cái tại sao đó, đi mâu thuẫn với nhau từ tâm của mình. Tại sao mình như vậy? Tại sao người ta như vậy với mình? Cứ hỏi câu tại sao để mâu thuẫn với mình, để rồi bản thân mình sanh phiền não. Quý vị thấy có nhiều việc trong cuộc đời này nghĩ không được thì thôi đừng nghĩ nữa. Cái này cũng không dễ làm đâu quý vị ơi. Nghĩ không được thì thôi đừng nghĩ nữa. Đó. Ở trong Phật pháp đã rèn đứt ra cái gì? Không nghĩ được thì thôi đừng nghĩ nữa, thôi đi ngủ thôi, đi ngồi chơi thôi. Nên quý vị biết, mỗi buổi giảng như đức lên giảng nó tự tại còn hơn cái gì nữa. Có khi từ đây như đức chạy xe qua chùa bên kia quý vị, là không có một ý tưởng gì giảng pháp gì chứ. Lên tới phòng cũng không có ý tưởng gì giảng pháp gì chứ. Rồi xong tới giờ đắp y qua, cầm cái giấy ghi ra một câu đi qua giảng, cũng xong một bài giảng mà vô cùng vui vẻ, có ý nghĩa. Vậy bài học này chỉ mình cái gì? Quý vị suy nghĩ nhiều quá nên quý vị không làm được chuyện gì. Khi bị quá suy nghĩ nhiều thì quý vị bị nặng căng vào đầu óc. Khi nó căng suy nghĩ thì không nghĩ ra được cái gì. Người ta thì để đầu óc ta được nghỉ ngơi khỏe quá. Khi nó khỏe rồi bắt nó làm việc thì làm việc vô cùng đặc sắc. Còn mình thì lúc nào cũng để cho nó mệt chứ. Khi nó làm đâu có nổi. Phương pháp là ngay chỗ đó đó. Người ta sống khỏe, sống thọ là ngay chỗ thần kinh người ta khỏe, người thường vui. Nên bà cụ Hối Chiết bà nói phương pháp sống khỏe, sống thọ mạng kéo dài là từ đâu? Ha ha. Nên người xưa nói rõ ràng mà, một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ. Cứ nói hoài câu này mà không chịu cười. Một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ. Như vậy thì khóc bị cái gì? Mắc 10 tháng thuốc bổ. Vì cười thì có được 10 tháng thuốc bổ, mà quý vị khóc thì tổn hại 10 tháng thuốc bổ. Mà nó đã không có được bổ mà nó còn bị mắc đi 10 tháng thuốc bổ của cơ thể mình thì quý vị nghĩ gì sao? Nên con người thường buồn khóc là con người này sẽ làm mình xấu xí. Xấu. Thường đi vào nhà xí. Giải thích vô cùng dễ hiểu. Xấu nên thường đi nhà xí, gọi là xấu xí. Hiểu không?
Đó. Còn người ta mà vui vẻ an lạc ít ai đi vô nhà xí lắm. Những đức nói với vị nghe, quý vị mà vui vẻ an lạc một ngày cũng không đi vệ sinh bao nhiêu lần. Vì tin rằng khi vị vui vẻ an lạc, quý vị cần đi cầu thì đi cầu chơi, còn không đi thì thôi, chứ không có mắc đi cầu gì chứ. Thích đi thì vô nhà cầu thì ngồi đi à. Còn không đi thì thôi, muốn đi tiểu thì đi tiểu, không đi thì thôi. Lạ tay nó thường không mắc tiểu, cũng không mắc đi cầu nữa. Nó mắc đi tiểu, muốn đi tiểu thì đi tiểu, muốn đi cầu thì đi cầu, không đi thì thôi. Khi quý vị vui vẻ an lạc rồi, quý vị sẽ thấy cái hệ tiêu hóa của quý vị đặc biệt lắm. Nó giống như là quý vị đang giúp nó, hỗ trợ nó về cái khả năng làm việc vậy. Quý vị mà buồn phiền, quý vị cũng phá hoại cái bộ phận cơ thể quý vị bên trong nhiều lắm. Những tế bào làm việc quý vị sẽ tổn thương lớn lắm. Nên cái khả năng mà bệnh hoạn quý vị yếu nó cũng thành mạnh, nặng. Còn con người mà vui vẻ, bệnh họ cũng trạng thái tự nhiên. Họ tự nhiên, họ thường vui vẻ, họ sống bình thường, không có gì chứ. Nên đó là cái 100% mình tin, vì bản thân mình được trải nghiệm. Những đứa có khi bệnh đau mà lên giảng cũng ầm ầm, truyền lửa cho người ta nó mới ghê chứ. Khi những đứa bệnh mà những đứa đi truyền lửa, nó truyền lửa bệnh. Ôi, truyền lửa bệnh là truyền lửa gì thầy? Cho họ thấy được cái lửa bệnh của họ ở chỗ nào. Ví dụ như có nhiều người không biết tu đi, khi bệnh cái ơi trời ơi, mấy ngày nay nó bệnh quá trời là bệnh luôn, thuốc men gì uống vô nó cũng không hết, ơi nhức đầu quá rồi, nhức cái chân quá rồi, nhức luôn cái đít quá trời luôn rồi. Mấy ngày nay đi cầu không ra, tiểu cũng không có được luôn. Hỏi tại sao con kỵ thầy? Bà rên á, do bà rên mà đi cầu không ra. Bà rên rỉ kiểu đó, thân đã bệnh rồi, tâm còn bị bệnh thêm. Mà tâm bệnh nó làm thân bệnh. Bà rên kiểu này thì tất cả những bộ phận của bà nó bị đứng hình hết chứ, làm sao nó làm việc được. Cái bộ phận của người ta nó khỏe quá, ta chỉ cần đẩy là cái ẹp ra. Tại vì bộ phận ta nó quá khỏe, nên cần chữ thì chữ, cần ra thì ra. Tại vì sao? Bộ phận của người ta quá khỏe là người ta từ vui từ tâm, nên tất cả tế bào và tất cả cơ quan của người ta làm việc rất là khỏe, rất là tốt. Hiểu không? Nên còn mình thì đụng người ta cái nào là đau bụng rồi, nhức đầu tùm lum tùm la mình rên. Mình đụng gì mình rên nấy à. Mình không biết niệm Phật nên mình rên. Còn người ta biết niệm Phật thì người ta bệnh gì người ta niệm Phật. Nên niệm Phật thì người ta giúp cho những tế bào nó mạnh khỏe lại, nó vui vẻ lại, nuôi sống tế bào bằng cái tâm thiện. Nên Phật dạy mình thường nghĩ thiện pháp là gì đó. Quý vị coi, người ta tu các pháp khác, người ta kêu thường nghĩ thiện pháp. Bản thân mình cũng không hiểu thiện pháp là cái gì để nghĩ thiện pháp. Người ta nghĩ thiện pháp là làm từ thiện, hoặc là đi chỗ này đi kia, đi chùa lễ Phật. Nghĩ thiện pháp là gì? Là khoan dung tha thứ là nghĩ thiện pháp. Thấy chưa? Khoan dung tha thứ là một phương pháp nghĩ thiện pháp hay nhất. Vì mở tâm lượng. Trong nhà Phật nói tâm lượng lớn phước báo lớn, tâm lượng nhỏ phước báo nhỏ. Bạn không mở tâm lượng ra, bạn nghĩ thiện pháp cái gì? Bạn nghĩ thiện pháp theo cái cách dạy người ta đó hả? Rồi là bạn chết trong văn tự chết đó. Hiểu chưa? Thiện pháp của bạn nghĩ là gì? Tâm lượng bạn đó, mở rộng ra, đừng buồn dặn người để trong tâm, thì tức khắc thiện pháp quý vị thường nghĩ liền. Còn tâm lượng mà không mở rộng sao nghĩ thiện pháp? Có người mà tâm lượng không mở rộng nào, đụng là buồn, đụng là dặn, đụng là trách. Nhưng đã có được cái tâm lượng lớn thì buồn dặn trách một chút xíu buông liền, tại vì có tâm lượng lớn rồi. Còn nếu như tâm lượng hẹp hòi thật sự, buồn trách cực kỳ lâu buông, thì lâu buông thì tổn thương nhiều, chúng độc nặng. Nên hồi nãy có một chú, ông đến ông gặp như thế, ông hỏi: dạ thưa thầy, con biết làm sao mà cứ bệnh hoài,
làm ăn hoài mà không thạnh. Quý vị biết rằng những đức làm nghề thợ nấu, nhưng những đức hy sinh ra đời sức khỏe rất là tốt quý vị. Sức khỏe những đức rất là tốt, mà làm ăn cái gì thì cũng không thạnh. Là sao? Là vì những đời kiếp trước những đức phóng sanh ăn chay, thường tu hành vô ý tí, nên đời này cái quả báo là được sức khỏe. Nhưng những đức không có tu tài thí nên những đức làm cái gì cũng không thạnh, nó nghèo hoài. Còn những đức cũng lanh lẹ là nó có tu pháp thí, nên tương đối ngoài đời nó cũng lanh lẹ, cũng nhận thức sâu sắc. Nhưng mà không có tài thí nên cực kỳ nghèo. Những đức đi vô trong chùa thì đánh mạnh ngay cái chỗ ăn chay phóng sanh thêm nữa, sức khỏe dẻo dai, đẩy mạnh cái chỗ pháp thí thì càng tăng thêm trí tuệ nhìn thiện pháp, rồi đẩy mạnh vào cái chỗ tài thí nên tiền bạc vật chất có để nuôi 2.000 người. Rõ ràng không? Gieo nhân thì gặt quả quý vị. Anh chàng anh hỏi như đức nói, anh đời trước sát sanh nhiều. Anh hỏi sao thầy biết? Anh lùn xỉn nhỏ xíu con. Những đứa cũng lùn mà không đến nỗi nhỏ con quá, mà từ khi những đứa ăn chay niệm Phật tu hành tới giờ bự con lên quý vị. Nó bự lên quý vị ơi. Còn bây giờ anh có chút xíu con là do gì sao? Sát sanh hại vật nhiều nên đời này bệnh đau và nhỏ xíu con ấm nhớm nhắc rồi, thấy không? Anh làm cái gì cũng không được, chứ là do anh không có tài thí nên trong mạng anh giống như một cái ly này không có miếng nước nào lấy đâu mà uống. Còn bây giờ không suy nghĩ thông suốt được hai cái đó thì anh không có tu pháp thí, nên hoàn toàn anh không thông hiểu được cái nhân cái quả. Vậy bây giờ con phải làm sao? Thì ba cái thí đó tu lại. Những đức vô chùa tu mà thành ra đó, trong vòng 3 năm thôi có kết quả. Chăm thật làm đi, chăm thật mà làm đi. Trong Phật pháp có phương pháp hay đó quý vị, thật sự có phương pháp hay đó. Có thể sống cuộc đời rất ý nghĩa quý vị, mà sống vui nữa. Nếu như mỗi ngày mình sống buồn sống khổ thì sống có ý nghĩa gì quý vị? Có người mà buồn khổ đến mức quý vị muốn chết á, muốn chết á, nó dồn nén quý vị không xả được, mà nó đẩy vào mà nó không ra được, cuối cùng nó bị giống như bị tổn thương, nó giống như ăn vào mà không tiêu hóa được, quý vị nghĩ sao? Những đức nói quý vị chỉ cần ăn một ngày mà không đi ra được cũng chết. Con người buồn phiền mà không xả ra được thì con người này cứ như là tiêu điều thiệt. Sống cuộc đời của người mình tối tăm, phước báo mất sạch luôn. Có người mà thường buồn phước báo mất sạch nó, chắc chắn quý vị luôn. Quý vị thường vui á, là quý vị là người có phước á, thường vui cười nhiều á là phước báo quý vị đang tăng lên. Vui vẻ mỗi lần làm được cái gì lợi ích cho người ta là mình thấy vui ghê. Còn làm không được thì thôi chứ làm gì buồn. Làm được thì càng vui, mà làm không được thì cũng vui, chứ không được rồi buồn. Không lẽ mình bị câu thúc chỗ đó hả? Làm được thì mình cũng vui, mà làm không được thì mình cũng cười. Không. Sáng đi qua bên kia rủ hòa thượng xây chùa, nên thấy là chắc à, nếu mà đủ duyên thì chừng qua Tết. Nhưng mà bây giờ qua Tết thấy lâu quá, giờ xây lôi xây đại phức rồi. Nên á, cái gì làm mà làm luôn đi, thấy không? Đây tới Tết thì cũng xây được cái mốc. Nên từ nơi đó mà cuộc đời mình nên làm cái gì đó quý vị, ý nghĩa trong cuộc đời. Nên thường vậy nên cái tâm nó an lạc, nó vui.
Người ta thí dụ như bây giờ người ta chuẩn bị xây chùa, người ta sẽ lo vô cùng, bây giờ tiền đâu xây đây. Cái đó là mang gánh nặng. Mình á, chuẩn bị mình xây chùa, mình có niệm Phật mình tu đi. Nếu nơi này là đủ duyên nó mọc ngôi Dạ Lam thì Phật sẽ bố trí người để cùng chung tay với mình xây. Còn nếu như mà nơi này nó không có duyên mọc lên ngôi Dạ Lam thì thôi. Nặng nề cái gì? Chỉ cần có cái tâm thiện đó thôi thì quý vị cũng đã có phước rồi. Thường nghĩ thiện pháp quý vị coi, bây giờ xây một ngôi chùa, chùa mình xây một ngôi chùa lên, bao nhiêu người già được ở chưa? Từ đây tới Tết á, thêm cái đậu tràng 200 người nữa. Ngôi chùa bên ngoài á, xây sắp xong rồi đó. Đậu tràng đã 200 người đó quý vị. Bên ngoài á, sáng Hòa Thượng nói, chánh điện nhỏ thì để cho người ta cũng lại Phật tu được. Còn tôi xây cái nhà kế bên bên á, là cái điểm tu á. Rồi nguyên một dãy nhà kia đó là ở, chứ bên đây ở, sau lưng là nhà ăn, kế bên nhà vệ sinh. Nào, khoảng 200 người được ở nữa. Kế cái nhiều người nói như Đức nè, thầy ơi thầy, thầy nuôi cha mẹ người ta thì người ta lại không nuôi cha mẹ người ta, thầy làm gì tội chết mồ. Có nhiều người họ nghĩ ngộ ghê, đúng không? Nghĩ lạ ghê. Thôi kệ tôi, cứ làm cái chuyện tội lỗi kệ tôi. Người mà hiểu rồi nó thoải mái ghê. Nó sức nào nói với những người không hiểu cho nó mệt thêm, đúng không? Tự nhiên nuôi người già mà có tội. Bộ mình người già đang sống với con cái người ta vui vẻ, mình cho xe lại bắt ra đem đi về để nuôi gì có tội. Mình làm gì thì có tội. Gia đình người ta, mẹ con người ta đang sống với nhau vui vẻ, hạnh phúc. Mình chạy xe lại ngay nhà người ta, mình mở cửa ra, bắt bà già nó, tôi bắt bà đi nuôi bà. Bà phải đi theo tôi. Trời ơi tôi lại thầy, thầy ơi thầy, con đang sống với con cái con nhà nó vui quá trời vui thầy. Không có vui, bà phải theo tôi nuôi bà. Ông thầy ơi con sống với nhà con vui chứ con mới đi theo thầy. Không, thầy nó nói thầy nuôi bà mà không theo thầy là không có được nghe. Bắt bà đi thì đây là có tội. Con này tự quá đi lợi chùa, bà thích ở trong chùa, bà có những hoàn cảnh này hoàn cảnh kia, hoặc bà thích đi vô ngôi nhà Tam Bảo nương tựa mà tạo điều kiện cho ta vô chùa ở, mà nói là nuôi mấy bà già rồi con cái ta không nuôi cha mẹ người ta, thầy có tội chết. Nó tự nói hay thế ghê. Vừa nói xong thì Đức nói mô vợ. Rõ ràng cái vị thấy không, văn tự là của người ta nói mà tùy vào mỗi người nói. Người thì nói nghe thấy dễ thương ghê, người nói nghe thấy cưng. Hiểu không? Nó nên từ nơi đó. Mình cứ làm những cái việc mình làm thấy nó đặc biệt vui tốt là được rồi. Nên hồi sáng mà bệnh gặp Hòa Thượng, mà bữa nay gặp Hòa Thượng vui ghê nha. Dẫn đi coi gì xá lợi gì tùm lum tùm la, gặp nhau cũng hên xui quý vị. Thời tiết mình cũng không coi được, đúng không? Cũng tin vào nhân quả quý vị ơi. Nên lúc nào á mà quý vị ngồi đâu quý vị đang sằng sộ với người ta thì tự nhiên quả báo đến quý vị, người ta sằng sộ quý vị. Còn nếu như trong lòng quý vị lúc nào cũng hoan hỷ với người ta thì gặp người ta hoan hỷ thôi. Nhân quả mà, đúng không? Nên nói thôi bà Thượng thì có duyên xây chùa, chứ chúng con mà sau này mà bà Thượng mà giảng sanh thì con có tiền cũng không xây được đâu. Nay mấy ông xây không được đâu. Thiệt, mấy ông xây không được đâu, đúng mà, xây không được thiệt, đúng không? Nó là bà Thượng có duyên xây chùa, bà Thượng cái miếng đất mà từ đó mà nó dài qua đó mà xây không phải đẹp, đẹp lắm mà. Đúng, bà Thượng nói
từ đây mà xây mà nó dài qua luôn, tới chùa đụng chùa bên kia là từ cái cổng sau Đại Tùng Lâm, quý vị có miếng đất đó mà xây từ đó mà nó dài qua tới bên chùa bên kia cái nửa cây số. Ngôi chùa nó bự cỡ nào chợ, miếng đất đó nó bự dữ lắm, dài thòn. Nó đi nguyên cái mép đường bên kia luôn đó quý vị ơi, nguyên một đoạn đường bên kia luôn á, nó cặp nguyên đoạn đường bên kia luôn. Nên cái cổng chùa địa điểm nào cũng đẹp chứ, tại nó nằm ngay đoạn đường luôn, đường chạy xe vô chùa luôn, tiện bề gì đó. Nguyên miếng đất nó nằm ngay mặt tiền, bự quá trời bự luôn, chạy nguyên đoạn đường dài. Mà ngôi chùa xây mà từ đó mà nó dài qua tới đụng chùa kia bị nghỉ. Nhưng đức nói cố gắng xây chừng năm mấy xong, nó ba năm nó chứ năm mấy. Như là ba năm là xây dữ lắm, với ba năm xong ấy bị dữ lớn quá nó. Nên mình làm hết mình đi. Phật tử giờ biết những đức cũng nhiều mà làm những việc này có ý nghĩa quá. Thì mấy cái nhà đầu tư mà vô cái chỗ này là quá đẹp và chớ liền, cái gì đâu sợ. Có cô kia bà nói con phải chờ đất lên giá rồi xong á, con mà bán được con cúng dường cho thầy làm Phật sự. Như đức nói Phật sự mà làm không cần đất lên giá, đất rẻ có người mua là chơ. Bà hỏi sợ sao nãy lên giá lỗ dữ lắm thầy, cô tính sai rồi. Cái công đức mà cô làm bây giờ đối với cái chuyện mà đắc lên giá nó là nhỏ bé lắm. Từ đây tới 3 năm sau mà đắc nó lên giá, bây giờ đắc nó rẻ mà cô bán được mà cô làm Phật sự, thì từ đây tới 3 năm sau phước báo cô lớn vô lượng vô biên. Đúng không? Ai biết được từ đây tới 3 năm sau cô bán đắc chưa được mà cô chết rồi sao? Lỡ tai nạn gì đến cô chết rồi cô có làm được không? Nên người xưa nói việc thiện nghĩ phải làm liền. Từ khi không có duyên, đừng bao giờ nghĩ mà để đó, đừng bao giờ chờ đợi thời gian, vì thời gian sẽ không cho phép bạn. Nó, dù là bạn đang khỏe nhưng bạn thấy bao nhiêu người ở thế gian này đang khỏe mà chết chưa? Đúng không? Hoặc nó có nhiều sự thay đổi trong cái cõi đời này, đâu phải theo ý bạn đâu. Nên từ nơi đó mà gặp cơ hội tạo phước duyên là làm liền. Những đức mà có cơ hội làm là làm liền. Vì cứ nghĩ đi, bây giờ chúng ta kiếm một số tiền, chúng ta xây chùa để cho bao nhiêu người được ở. Quý vị coi đắc của hòa thượng bao nhiêu đó, biết bao nhiêu tiền chưa tính đi. Vì tính ra vì sẽ thấy bị lờ dữ lắm. Thí dụ như bây giờ cái ngôi chùa quý vị xây cho 100 tỷ đi, nhưng mà đắc quý vị coi đắc hòa thượng biết bao nhiêu tiền chưa, cái lượng đắc đó. Thì đem 100 tỷ đặt vô cái miếng đất đó thì trở thành cái phước báo mà từ mình cúng dường tạo ra. Đúng không? Nếu như mà nó không có ngôi chùa đó thì làm miếng đất không, nó trở làm miếng đất không bình thường. Miếng đất này nó không xây lên ngôi chùa thì miếng đất này nó xây cái gì khác làm sao? Nó xây những cái vị trí khác sau này làm sao? Nếu mà bây giờ đồng tiền mình bỏ vô mà đặt lên cái ngôi chùa, lên miếng đất này, vì nghĩ cỡ nào? Vì tính ra đi, quý vị là người kinh doanh mà suy nghĩ cho thật là kỹ. Ví dụ như có những người ta dám đầu tư xây một ngôi chùa cực kỳ lớn nhưng mà chùa không có ai ở, không tu hành gì. Còn chùa mình chỉ cần xây lên thôi là người ta ào ào về. Cái sự đầu tư này của quý vị là thật sự chỗ quả cực kỳ nhanh. Chỗ quả cực kỳ nhanh, thấy không? À, chuẩn bị tiền hết đi. Khi mà những đức nói mà hòa thượng chịu xây đào móng rồi ha, những đức với hòa thượng ra quay đoạn phim đưa lên cái là quý vị là ập ập vô liền, dập ào ào lên nhà đầu tư đến ành ành lên một năm chờ hình thành ngôi chùa luôn. Nó muốn chùa mau có thì tài khoản mạnh thôi, thì năm có chùa thôi, có gì đâu, phải không? Làm thì làm liền thôi chứ đừng có đợi thời gian, mệt lắm. Nó sống trong cái cõi đời này vô thường bất tử, quả địa cầu nó cứ quay vòng vòng á, mà từ từ đó không biết nó mai mốt nó quay chúng ta đi đâu đấy, đúng không? Nó nên quý vị biết à, sống ở cái cuộc đời này mà thường nghĩ thiện pháp, sống vui vẻ an lạc
thì nó hạnh phúc biết bao nhiêu mà nói. Cuộc đời mình quá ý nghĩa, như bây giờ chúng trong chùa mình ai cũng sống có ý nghĩa chứ. Mà nếu như quý vị mà không có tâm huyết của ý nghĩa này, quý vị đi tầm bậy, đi tào lao, đúng không? Nó giống như bây giờ những Đức nói hồi sáng, những Đức nêu về Liên Như, sống trong chùa này ý nghĩa biết bao nhiêu mà nói, lo cho tam bảo, cuối cùng đi ra ngoài nó khiến quý vị hết phước. Quý vị ở trong chùa mà làm việc mà bị sằng sộ hết phước, hết phước rồi, dù làm giỏi nhưng mà nó đổ. Giống bây giờ những Đức nói quý vị nghe, cái ly này nước nó không nhiều nhưng mà cái ly nó không có lụng thì nó không chảy nước. Quý vị làm lụng cái đứt ly rồi, quý vị đổ nước bao nhiêu vô thì nó cũng chảy hết trơn thôi. Cuối cùng vì có cực khổ đổ vô cũng chảy hết trơn. Thà cái quan trọng chúng ta coi cái đít ly mình nó có chuẩn chưa, nó có chắc chắn chưa, rồi mình đổ nước từ từ vô, đổ ít nhưng mà đậu, còn hơn đổ nhiều mà chảy mất tiêu. Hiểu không? Khi phước nó giảm rồi nó đẩy quý vị đến một cái hoàn cảnh khác, nó không có cái phước báo gì. Ví dụ như quý vị sống được người ta kính trọng, bây giờ người nhỏ ở trong đây, người ta Phật tử vô chùa, người ta có địa vị điều kiện, người ta gặp vị cũng A Di Đà Phật, ta xá. Mình đi ra ngoài đi làm thuê làm mướn ai xá quý vị? Trời ơi, mỗi tháng mình đi xè tay xin được vài cắt bạc khi mình làm việc, thí dụ đi. Thì từ nó đó quý vị coi, nếu mình thiếu phước, nó đẩy mình đi lên đến cái hoàn cảnh bản thân mình tự hạ cấp xuống. Quý vị coi những Đức là người ngoài đời ăn nhậu bê tha, chó dược những Đức dược chó giống khùng vậy. Những Đức với con chó có khác gì đâu. Tự nhiên chó dược những Đức dược chó lại. Có một lần như Đức nhậu mà như Đức nằm tại chỗ, như Đức ói ọc ọc ọc, con chó lỡ liếm liếm Đức này, trời ơi, nó chạy vô 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 vô, nó tưởng đâu là ma, ví dụ nó chạy quá trời chạy, thấy chưa? Ai kính trọng những Đức? Rồi tự nhiên hoàn cảnh nó đưa đẩy như Đức gặp Phật pháp, những Đức cố gắng tu học, bây giờ nhiều người kính trọng những Đức, thì rõ ràng kết luận cái câu rằng con người nghèo khổ đâu phải là bị người ta xem thường, mà cái xem thường hay tôn trọng là do hành động của mình mà ra. Không? Xem thường hay tôn trọng là do hành động mình mà ra, đâu phải nghèo bị người ta xem thường đâu, mà là do gì bản thân mình thiếu cái nhân cách người ta xem thường mình. Nên cái góc độ mà đặt mình vào một cái vị trí đó là chỗ cực kỳ quan trọng để phát triển chính mình, trở thành con người được người kính trọng. Không? Đó. Chồng vợ, con gỡ nhà chùa, được vô chùa phục vụ tam bảo, nếu như vậy người ta cung kính cỡ nào chưa, càng về sau tiếng tâm càng nổi lên, cha mẹ người thân cũng được nương nhờ cái duyên đó mà được gần với tam bảo, tự nhiên duyên phước hết đi, nó đẩy quý vị đi quét rác cho người ta kiếm tiền. Cuối cùng quý vị nghĩ thì sao? Nhìn hai hoàn cảnh đi, ngày xưa cầm tiền đi mua đồ lo cho bao nhiêu người, bây giờ đi làm cá nhân kiếm chút chút để sống. Nếu như bạn thiếu phước nó sẽ khiến bạn như vậy đấy. Còn nếu bạn tăng phước thì nhất định bạn sẽ nhìn ra chúng ta phải sống làm sao hướng thượng. Hướng thượng liền, thấy không? Ta nói kẻ biết thờ là trang tính kiệt, tôi thấy thờ vụ tôi được, tôi làm tớ liền, làm cho người ta, người ta biết, người ta ngoài đời thì biết. Có những người người ta thấy thờ phụ, người ta kiếm tiền được, người ta gom 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 đem gì nhà ta sạc. Còn tôi thì tôi thấy cái cơ hội, tôi nói một lời nói nặng đáng ngàn cân, tôi nói ra để tôi đem tiền, tôi làm việc cho chúng sanh, nó đem đầu này tôi đổ đầu kia, đem đầu kia tôi đổ đầu nọ, tôi đâu có đổ ngay tôi đâu, tôi sợ thấy tôi đem mà tôi gom mà tôi chết mù luôn, đúng không? Đó, nên từ nó đó biết khe khéo léo thì phước báo mình nó tăng trưởng, tăng 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 tăng. Bây giờ bạn có học giỏi cỡ nào, bạn đi ra ra trường rồi bạn vẫn là gì? Không có việc làm. Vì sao? Vì bạn không khéo tu phước duyên nên bạn có ai nhận bạn đâu. Nên trong nhà Phật nó có một cái nhân cách làm người mà ai cũng quý quý vị chứ. Hãy học đi, rõ ràng luôn, có một nhân cách làm người mà ai cũng quý và ai cũng cho mình cơ hội chứ. Đó là một tấm lòng chân thật và nhiệt tình, niệm niệm vì người thì phước báo quý vị không bao giờ thiếu, không bao giờ thiếu luôn. Cái đơn giản đó quý vị, cái nhân quả đơn giản đó quý vị. Bây giờ những Đức mua cho các cụ một chai sữa uống thì rõ ràng làm gì những Đức không có chai sữa, đúng không?
Bây giờ những đứa không mua cho cái cụ một chai sữa nào, những đứa mua một chai sữa một bình những đứa uống, thì mình ngu quá. Nếu như quý vị đem 600 chai sữa này cho người ta uống, thì quý vị cũng được một chai sữa mà quý vị đã tạo ra được cái nhân 600 chai sữa chuẩn bị. Hiểu không? Hiểu không? Đó. Bạn đã chuẩn bị được 600 chai sữa để đó rồi, thì một ngày nào cần uống thì đem sữa ra uống thôi. Bạn quá dư sữa. Quá dư sữa. Tại sao bạn bị thiếu sữa? Tại vì bạn không từng bố thí sữa. Bạn chỉ cho sữa con quý vị thôi. Đố mà bạn cho sữa ai? Nên bạn không có sữa là phải rồi. Còn người ta mua bao nhiêu chai sữa cho người khác uống, làm gì tôi thiếu sữa. Bao nhiêu con người á, người ta gỡ đồ ngon cho tôi, sữa bổ dưỡng, đồ ăn này được ăn kia bổ, tôi cho bà già ăn hết trơn. Tại vì sao? Tôi còn khỏe, tôi không cần cái bổ dưỡng đó. Nếu mà tôi tạo ra như vậy thì khi tôi già chắc chắn tôi bổ dữ lắm. Hiểu không? Cái ví dụ này cực kỳ dễ hiểu luôn, thấy chưa? Người ta không bao giờ nghĩ ra được chỗ này. Người ta nghĩ rằng chào mình mua một chai sữa uống để dành tiền. Bạn đi dành tiền thì bạn thua rồi. Bạn ăn tiền hết, bạn cho thì còn. Tôi đem 600 chai sữa tôi cho 600 người, thì tôi đã dự trữ được 600 chai sữa. Nên mỗi tuần thứ bảy tôi mua đồ ăn cho ta ăn, tôi mua làm đồ ngon cho ta ăn, thì tôi đang giữ trữ đồ ăn, một cái kho đồ ăn cho nhà chùa. Nên 2.000 người mà không thiếu là vì tôi khéo dự trữ. Chúng ta cực kỳ dại khờ luôn. Đem của cải tạo ra một cái kho trong gia đình, ăn trộm nó nhìn ngó, nó khoét tường, dở dách nó lấy. Nếu như mà bạn biết đem của cải bằng giải hết cho người ta, thì của bạn đang tích trữ trong mạng, bạn ai lấy được? Bạn gỡ khắp nơi nơi hết chứ. Đã gỡ rồi thì nhất định phải giả thôi. Có cách nào mà không giả chứ. Dù bạn nói là bạn tặng cho người ta, nhưng mà cái nhân cái quả chưa bao giờ mắc. Nếu bạn nghĩ được điều này thì bạn là người vô cùng phóng khoáng luôn. Có của cải tiền bạc để cho người ta xài, bạn rất thoải mái. Vì sao? Tôi để cho bạn xài, không có chuyện đó đâu. Trong mạng bạn đều có cái này đấy, bạn cứ xài đi. Tôi đang gỡ tài khoản khắp nơi, khi tôi cần xài khắp nơi sẽ đem về đưa cho tôi. Phải tự tại không? Ngủ còn không sợ ăn trộm, mở cửa lấy tiền. Vì tiền bạc mình giải khắp nơi nơi rồi, mình còn sợ ai nữa. Nên nhiều người giàu mà khổ là vì sao? Vì chữ trong nhà, trong nhà băng hay cái này cái kia, từ nơi đó mà sợ, vô cùng sợ. Đó là cái bất an. Tuy là giàu nhưng mà không vui. Là vì sao? Vì bạn không phải có phước. Bạn chỉ là tu phước những đời trước, mà đời này bạn có mà bạn giữ lại, chứ không phải bạn là người có phước. Bạn có phước là người rất vui. Người có phước thì người thật sự rất là vui, quý vị. Thấy không? Đó, những điều nhà Đức chia sẻ với quý vị suy nghĩ đi. Phương pháp sống vui, sống khỏe, thọ mạng kéo dài là gì? Thường ha ha. Bạn cười nhiều đi, bạn sẽ đặc biệt sức khỏe tuổi thọ kéo dài gì đâu. Đúng quý vị? Ở đây là chắc chắn 100% rồi. Bao nhiêu bà già mà không uống thuốc, quý vị nghĩ sao quý vị? Người ta ngoài đời có một hai bà già trong nhà mà đi đâu cầm bịch thuốc kè kè, cầm bịch thuốc kè kè như con cắt kè. Thì thấy rồi đó, bao nhiêu bà già uống thuốc gì đâu. Hòa thượng kêu mua thuốc để cái tủ thuốc cho các cụ, có thấy uống gì đâu chợ. Nói, uống chi? Khỏe mà uống làm gì? Ăn bánh mì còn ngon uống thuốc nữa. À, bạn cười thôi nó cũng đủ hết bệnh nữa. Những đức nói một nụ cười của bạn tất cả bệnh đều giải hết. Bạn không chịu cười, bạn cười thì bạn không cười thì bạn bị bệnh rồi. Bạn cười bạn sẽ hết bệnh đó. Chỉ cần một nụ cười bạn sẽ hết tất cả các bệnh 100% luôn. Bạn cười lên đi, bạn hết bệnh liền đó. Cười lên coi, cười lên cái nữa coi nè. Cười lên, cười lên mà hết bệnh chứ cái gì đâu. Cười lên cái nữa coi.
thật sự mà nó cừ khôn cừ khùng gì miễn cừ là ngon rồi. Nên quý vị nhớ, có nụ cười là có ngày mai nghe quý vị. Nà, người ta cứ chờ mùa xuân mới cười, mộ ghê. Tết đến mới cười. Ở dưới quê thường ngày xưa hay sao quý vị không? Tết nhất đó nghe, Tết nhất đó nghe. Chuyện buồn gì không có nói nghe, ngày qua Tết thì tính nghe không? Năm chờ có một Tết đó nghe. Nghe không? Mùng 1 Tết nó cười lên nghe. Đầu năm đầu tháng vui vẻ đi, cả năm vui vẻ tốt đẹp nghe không? Không ngờ mình nói kiểu đó mà ai mà cười nổi. Mình kêu người ta cười, mình nói nghe không? Mùng 1 Tết đó nghe. Nó mùng 1 Tết mà nhiều chuyện nhiều điều quá, lu bu lộn xộn quá. Cả năm này mà xui xẻo tôi lo tôi quýnh chết hết trơn nghe không? Ai cười nổi không? Mà người ta vui người ta nói vậy dưới cũng mắc cười. Nói vậy thấy không? Người ta chờ ngày mùng 1 Tết mới cười cơ mà. Chúng ta ở đây ngày nào cũng là ngày mùng 1 Tết, đẹp không? Ngày nào cũng là ngày mùa xuân đó chứ. Ngày nào cũng là mai nở rộn ràng. Thì sống mà vậy thì tuyệt vời cỡ nào quý vị. Quý vị biết cái may mắn là cái gì không? Nụ cười á. Nụ cười là may mắn đó chàng. Có cái cô kia cô cười mà nước miếng cô chảy. Nhà Đức ngồi kế bên, nhà Đức nói hứng nước miếng. Tao gớm dơ quá thầy. Không, nước miếng này nó tốt. Nước miếng mà nó vừa cười mà nó chảy ra nước miếng tốt lắm nghe không? Nè, nước miếng mà lúc đó cười là nước miếng tốt dữ lắm. Quý vị để ý khi bị vui nước miếng quý vị nó không có kẹo. Khi bị mà buồn nước miếng nó đóng kẹo lại giống như đàm vậy đó. Để ý thì biết liền gì đâu. Khi mà cười mà chảy nước miếng xịn đó. Nước miếng mà có ví dụ nước miếng xịn đó thầy có. Cái nước miếng này là nước miếng mà bỏ nè. Mày nghe tao nói cho mày biết nghe. Mày là cái thứ mà tao không thể nào vừa bụng mày được. Tao không bao giờ chấp nhận mày. Mày là như vậy. Mày là như vậy. Nước miếng đó là bỏ đó. Miếng là nước miếng đậm dược á. Thấy không? Còn nước miếng mà nước miếng này xịn á. Xịn đó nghe. Nó Nên có cái cô kia cổ đang cười. Tự nhiên á cô định nhổ nước miếng đứng đây. Phan, hỏi gì thầy? Nước miếng này không được nhổ nghe chưa. Miếng xịn đấy. Lúc mình vui á, mình tiết ra cái chất nước miếng mình rất là tốt. Lúc bị niệm Phật á, mà nước miếng bị tiết ra bị uống vô đi nó tốt dữ lắm. Giống như đang thuyết pháp nè. Nước miếng nó tiết ra như nước lạnh vậy đó. Nó tiết ra. Nên tại sao Nhân Đức lễ Quan Âm á, mấy tiếng đồng hồ này kia mà Nhân Đức hồi đó là không uống nước nghe. Mà sau này Nhân Đức để ý nghe, quý vị biết rằng á, con người mình càng ngày càng lớn tuổi, hình như mà khi nó quá mệt nó sức mồ hôi uống miếng nước vô. Hồi đó Nhân Đức đâu có uống nước đâu quý vị. Không uống nước một miếng luôn á. Đó, thì Nhân Đức thấy rõ ràng. Khi vì thuyết pháp á, là riêng Nhân Đức thuyết pháp là không bao giờ uống nước nghe. Nước miếng nó cứ chảy ra suốt à. Nói không chắc phải thèm mấy cô dưới chảy nước miếng theo hiểu không? Nó làm sao không biết mà cho ta cười là ngon rồi thấy chưa. Nó nên cái câu chuyện mà kể á, khi cái ông quan này gặp ngài Hư Văn á, gặp ngài Hư Văn, bây giờ ông giải thích cho tôi nghe, bây giờ thiên đàng cực lạc với địa ngục làm sao? Thiên đàng với cực lạc là một đấy không? Địa ngục là hai. Đó. Ông giải thích đi. Cho tôi nghe cho hợp tình hợp lý, tôi chém ông chết. Ông Hoàng đâu kiếm mấy người xuất gia ông giết á. Kêu ngài Hư Văn giải thích cực lạc và địa ngục là sao? Thì ngài Hư Văn ngài nói nè. Ông là một ông quan xấu xa nhất, ông quan vô duyên. Dùng cái thứ làm quan mà tham quan ô lại. Ngài Hư Văn ngài chữ. Ông nói
dao dám giữ tôi chết à. Đúng không? Thì xong lúc đó Ngài Hư Văn nói đây địa ngục. Khi ông sân si lên đó là địa ngục đó. Thì hôm qua ông dịu cái tâm lại, cái ông cư cái. Thì Ngài Hư Văn nói đây là cực lạc. Thấy không? Giải thích cực lạc và địa ngục thì thấy hay ghê chưa? Thì bây giờ đang bị đang vui là cực lạc nè. Thấy không? Nên cái người mà niệm Phật về cực lạc là chừng nào về? Bây giờ niệm Phật là bây giờ đang ở cực lạc rồi đó. Quý vị ơi là quý vị, cái Phật Pháp là nó dạy hiện đời mình tốt á, chứ đợi chết rồi mới giảng sanh giải thoát rồi mới vui hả quý vị? Nếu mà như vậy thì Phật Pháp này nó diệt mắt tiêu ở trong cái cõi đời này rồi quý vị ơi là quý vị. Đúng không? Cái Phật Pháp là hiện đời tu, hiện đời vui, hiện đời giải thoát, hiện đời nè. Quý vị ơi là quý vị. Đúng không? Đa phần con người chúng ta niệm Phật mà chờ tới ngày giảng sanh mới vui, hoàn toàn sai. Người này sẽ không bao giờ giảng sanh. Vì sao? Vì họ tu niệm Phật mỗi ngày mà không có cực lạc thì làm sao có quả cực lạc? Chắc chắn quý vị luôn. Cái người niệm Phật mà mỗi ngày buồn rầu lo lắng mà chờ tới ngày Phật rước, Phật không có rước đâu, không có phù hợp nhân quả. Cái người niệm Phật mà giảng sanh là thường ngày có cực lạc, vui vẻ, hoan hỷ. Niệm Phật mới giảng sanh bạn ơi. Nó cực lạc rồi đó. Nó cực lạc là người ta vậy đó. Người ta cái gì cái là ô vui quá. Thấy không? Cực lạc. Còn mình nó cõi ta bà đi. Thấy chưa? Nên mình trong lục đạo khổ đau. Nó nên tu hành mà chờ tới ngày giải thoát là tới chết. Chèn ơi chèn. Kiểu này ai tu chèn? Mèn ơi mèn. Nhiều quá. Mèn ơi mèn. Thấy không? Nên nó chờ tới ngày chết mới giải thoát à. Bây giờ nè, tu là hiện đời là bây giờ nè. Tính lên giảng chút nghỉ mà không nghỉ được luôn. 7 giờ ngộ tới ghê. Tính giảng chút xíu để cho ông Nhận Ngôn đi liệm bà cụ. Lên mình vớt 7 giờ cũng tiếng 10 phút. Thấy không? Thấy chưa? Người ta nói chuyện mà ta gặn từng câu, người ta chờ hết giờ. Hoặc là người ta tranh thủ để nghỉ, người ta nói mà giống như nó nói sao lâu quá, còn mình nói nó mau thời gian. Là vì sao? Nó vô được. Hiểu không? Gặp quý vị lên thì gặn mà nội tâm nó nặng nề, thì quý vị sẽ thấy nó lâu kinh khủng luôn á. Mình lên thì mình lên, mình đứng thì giờ cô nào lên đây, quý vị nói vài câu thử coi. Liên Nhẫn, Liên Diệu hay Liên Minh gì lên đây nói vài câu thử coi. Lên nhìn xuống. Thường ngày nói như sáu với ngày mà lên đây năm mô. Nó giống như có cái gì nó chặn cuốn họng lại, bị kỳ cục. Mất sự tự tin. Nên nó bị cái bệnh đó đó. Bị cái bệnh đó đó. Nên tu sĩ hay ca sĩ gì, cái quan trọng quý vị là gì? Trước công chúng phải tự tin. Trước công chúng phải tự tin nghe. Ví dụ như mình ít hát trước công chúng mà mình lợi trước công chúng đó, thì trước nhất quý vị lợi là bị nói mấy câu trước đi một chút quý vị hát, để nó quên đi cái mắc cỡ, nó quên ngại ngùng rồi hát, lúc đó hát mới hay. Ví dụ mình ít trước công chúng, mình lợi công chúng mình nói bữa nay đến đây sao mà nó rung gì đâu mà nó rung quá trời rung luôn, tim gì nó văng ra ngoài. Quý vị ô quý vị, quý vị Phật tử ơi, quý vị tu sao mà cái lực quý vị nó mạnh dữ với quý vị. Nó, mình nó thường hát chỗ này chỗ kia nhiều. Nó, mà bữa nay lỡ đây mà sao cái quay lực quý vị nó mạnh gì đâu. Mà thầy, ôi con đứng thầy gần thầy sao mà cái lực của thầy sao mà con run quá trời thầy ơi thầy. Mình nói một chút mình quên mất tiêu cái run. Rồi xong lúc đó mình mơ hát.
đúng không? Cái nói đó hay lắm đó quý vị. À, đó nên cái nói gì nó rất hay. Còn mình về miền quê mình cũng nói vài câu trước mình mới hát. Cái người như vậy nó lấy lòng người ta đầu tiên, ăn tình rồi hát, người ta nghe mình. Còn nếu nhào vô mình hát, ai biết mình đâu đâu hát. Không biết mình ở đâu hết trơn quý vị, làm sao nó tiếp nhận mình hát được quý vị. Phải nói vài câu nghe, phải nói đại vài câu, nói đơn giản, đừng có bẻ mờ bẻ miệng gì chứ. Cái nói đơn giản, nó nhất là trước công chúng Phật tử. Trời ơi quý vị ơi, tôi bước ra đây nó rung gì đâu mà trời. Quý vị coi nè, tay chân nè quý vị, tay chân nè, tay chân nè. Trời ơi gì đâu mà nay sao mình tay nó không có kiềm chế được nha. Vì làm tay với người ta cười xong vì hát, hết trơn rung rồi còn gì. Đó, đó là phương pháp để giải tỏa cái rung. Đừng có bao giờ mình rung mà mình nói không có rung, tôi đâu có rung. Rung đâu. Mình càng kìm cái tay thì cái tay, cái tim mình bịt 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 bịt. Tôi sao mà mình hát được chợ. Như những đức lên đây mà những đức giảng mà tim như đức thụi thụi thụi, đâu có còn tâm trí đâu mà giảng quý vị. Mà lên đây nó quá thoải mái, cái nhịp nghe nhịp tim mà lên đây nó đập nghe quý vị. Trời ơi nó đập gì đâu mà nhẹ nhàng gì đâu. Nhờ vậy mà giảng pháp nó vui quý vị. Nhịp tim những đức lên đây nó dịu lắm quý vị ơi. À, lau mồ hôi người ta cũng cười. Không, đó thấy chưa. Đó, cái đó là cái đặc biệt mà gọi là diễn xuất cho công chúng đó quý vị. Đúng không? Nè. Không, thấy chưa, thấy chưa. Làm người ta vui liền thấy chưa. À, thấy chưa. Làm sao biết mà ta cần được thấy thích rồi đó quý vị. Đúng không? Nó no. Vậy coi nè, vài bữa mai về nè, một 1500 cây mai về nè, những đứa chắc nguyên một xăng bên kia, xong những đứa cầm nguyên một ly nước ra, búng vô mấy cây mai chấm nước. Xong rồi lên mình giảng quý Phật tử nghe mình nói nè, quý Phật tử biết không, hôm qua thầy nghe, thầy ra ngoài nghe không. Thầy gia trì hết trơn mấy cái mai rồi đó nghe. Năm nay mà cái mai này đem về nha không, chồng ở nhà nha, rồi nó sẽ thấy là từng bông mai nó sẽ mọc lên, lúc đó nhà sẽ vô cùng may mắn luôn. Thấy chưa? Đó đó. Nó vậy thấy không? Nó cái tay mà nó dịu nè, nó thấy chưa? Thì biết tại sao tay như thức dẻo không? Vì thường giá trị. Nó thấy chưa? Đúng không? Đó. Hôm bữa đó nói là tặng mai ngày 25 không phải nha. Ngày 26 mới ngày chủ nhật. Qua lễ xong là 26 ngày chủ nhật. Nó 1500 cây mai. Trời nói dữ lắm, không biết bữa đó có cây mai nào về không, chết mồ. Lúc nhận đức mới tiếp nhận Phật pháp, có coi được những công đoạn của cụ Hứa Chiết. Cụ này sống tới 110 mấy tuổi, 2 mấy tuổi gì đó. Lúc coi cái công đoạn thì 110 mấy tuổi, 111. Thì có nhiều người hỏi cụ, cụ sống khỏe, sống rất là vui như vậy, tuổi thọ kéo dài, phương pháp nào mà giúp cho cụ đặc biệt như vậy? Thì bà nói là bà thường ha ha thế không có hu hu. À, âm thanh gì được cái để đi. Là bà thường vui quý vị, chứ bà ít bao giờ buồn.
Khi những đứa coi mà hồi tối những đứa coi một chục người là người ta gặp được tuổi thọ rất dài. Có những người 120 mấy, 130 mấy, 140 mấy, 150 mấy đều có hết. Những người đó cũng không có biết tu gì đâu quý vị, nhưng mà cái lối sống của họ rất đơn giản. Họ đều sống rất đơn giản, rất bình dị. Họ rất, sống rất là vui. Và trong đó có hai người là từ nhỏ tới lớn không uống thuốc. Nghĩa là họ sống đặc biệt lắm, sống đơn giản lắm. Họ sống rất thọ. Và có những người sống cũng tuổi thọ lắm, nhưng mà sống để trả nợ trong cuộc đời. Sống rất là khổ. Khổ đến mức mà tuổi thọ mà họ mong sao không chết phước cho rồi. Tại vì họ khổ quá. Còn người ta đây là sống vui, sống khỏe, thọ mạng kéo dài thì nên sống. Còn nếu như mà sống khổ, mà sống buồn, sống khổ, gượng gạo để sống, thì cái này, lối sống này nó sống tiêu cực, sống vô nghĩa. Sống rất là vô nghĩa. Nhớ kỹ. Nên chúng ta học được Phật Pháp quý vị, sống khỏe mà sống vui, sống tích cực, vì lối sống này hay quá. Nên mà ngay chỗ nào con người thường vui quý vị. Hồi nãy gặp hai cô nọ, hai cô nói rõ ràng, mỗi lần cười vui là tự nhiên nó xóa tan cái tâm buồn phiền thầy. Còn con người mình mà buồn phiền là nó nặng nề, nó thấy cái gì cũng xấu. Vì nhớ rằng mình là người tiếp nhận Phật Pháp, đừng có bao giờ gặp sự cố gì thì cho nó quá lớn lao. Nghĩa là gặp một sự cố gì thì suy nghĩ nó càng tiêu cực, nó càng lớn lao, nó giống như là bầu trời này sụp đổ vậy nè, thất bại. Giống như đụng một cái chuyện gì thì suy tính ra là bầu trời này sắp sửa sập rồi, sắp sửa tiêu điều. Dọa mình nó nặng thêm, dọa mình nặng thêm. Con người mình á, trong cái cuộc đời này gặp bất cứ sự cố gì mình cũng nghĩ rồi mọi việc nó cũng qua. Mình thấy nó nhẹ thì nó là nhẹ, mà thấy nó nặng thì nó là nặng. Quý vị biết rằng có những người sống trong cuộc đời này, một gia đình mình một hai người thôi quý vị, mình đã thấy nó nặng còn hơn là cái giống gì. Còn bây giờ cái gia đình này 2000 người thì cũng sống mỗi ngày ha ha. Đúng không? Hồi xưa lúc còn nhỏ nhà Đức gặp mẹ nhà Đức, nhà có gì đâu, mà bà đi đâu bà cũng nửa đêm mà cũng chạy về tranh thủ gì. Bà nặng nề đừng có nói nữa. Thì năm bao nhiêu tuổi bà chết? 50 tuổi bà chết. 50 tuổi mà bà già còn hơn người ta 70 tuổi mấy bà cụ trong chùa mình. Hồi nãy Nhân Đức gặp mẹ của một cô đi lại đây tu. Đức nói với bà cụ một câu, Nhân Đức nói chắc bà cụ ở nhà cực lắm á bà cụ. Bà cực thân nhưng mà bà cực luôn cái tâm á. Nên nhìn bà cụ có 60 mấy tuổi mà cằn cù, khô khan cằn cỗi. Vì nhìn có nhiều bà già trong chùa mình nè, mà hồi đó mới vô là không có được gì đâu quý vị. Mà cái từ trường vui vẻ, niệm Phật, an lạc, từ từ mấy bà cụ mình sắc diện mới thay đổi hoàn toàn. Sáng sủa, trắng trẻo, mập mạp, nhìn á, có mỡ, có thịt. Quý vị biết rằng con người khi tích tụ năng lượng, quý vị sẽ có mỡ và có thịt. Còn khi quý vị mà hao hết năng lượng là chỉ có da bọc xương. Đây là 100%, quý vị để ý thử đi. Con người mà thường hết năng lượng, quý vị, da họ rất là dai. Khi con người mà có năng lượng tích tụ đầy đủ, da thịt quý vị nó tự mềm lại, mềm mịn lại, mát. Và con người quý vị mà hết năng lượng là da thịt quý vị nó nóng nực, mà nó khó chịu, nó dai nhất rồi. Nó dai như khỉ khô. Nên cái người á, mà mình sống á, mà mình á,
dưỡng được cái tâm á, là nó hiện cái tướng. Có người mà không biết dưỡng cái tâm á, là hại mình nhiều dữ lắm. Nên nhớ kỹ trong cái cuộc đời này, không có cái việc gì mà nó nặng nề quá đâu, thì quý vị sẽ thấy nó nhẹ nhàng, và cuộc sống quý vị sẽ có nhiều niềm vui liền. Quý vị phải nhớ kỹ là trong cái cuộc đời này không có một cái việc gì mà không giải quyết được, chắc chắn quý vị luôn. Khi những đức ở trong ngôi Tam Bảo mà đến tới 2.000 người này, và bao nhiêu chương trình những đức tổ chức mà tới cái lễ viếng Quan Âm mà 30.000 người này, thì quý vị biết những đức thấy rõ ràng là trong cái cuộc đời này không có một cái việc gì mà chúng ta không cởi mở được, và không có việc gì mà trói buộc được chúng ta. Nhưng chúng ta bị trói buộc là do tại chúng ta để cho nó trói buộc. Điều làm được hết quý vị. Có nhiều người gặp những đứa hỏi: ủa làm sao mà quản được 2.000 con người mà sống bình yên? Những đức nói: chỉ họ tự quản họ, nếu mình đi quản họ thì cực chết được. Nên là chỉ họ tự quản họ, chứ ai mà đi quản họ nhiều chi cho nó cực dữ vậy. Mình chỉ cần nhắc nhở họ, mình khuyên họ thôi, thì tự họ quản cái tâm họ đi. Tại vì họ không quản cái tâm họ cho tốt thì tự cái tâm họ sẽ đẩy họ đi đến chỗ xấu, họ gán chịu. Nếu như họ quản cái tâm họ tốt thì họ sẽ ở cảnh giới tốt. Nên con người có phước báo là con người sinh ra đời nó có một chí nguyện, có một cái góc độ cực kỳ sâu sắc. Một con người có học thức cao mà con người này không có một cái tầm nhìn sâu sắc, thì con người này sống trong cuộc đời này vẫn là một cuộc sống những ngày tháng vô nghĩa. Nên những đứa gặp có những người đang ở trong chùa Bình Yên, ai nói mấy câu: dạ thưa thầy, con xin về thầy ơi. Hỏi: ủa sao cô về? Cái bà đó, bà có nói con hoài, con buồn quá, con đi gì? Những đứa nói: những đức thấy cô khùng nặng, cô hơi bị khùng nặng. Hỏi vì sao thầy nói gì? Bà đã nói cô mấy câu rồi cô đi về, thì bà vẫn sống ở đây bình thường. Còn có những người ta nói mấy câu đi tự tử, thì mình tự tử chết nó vẫn sống bình thường. Có cái bà kia, bà buồn chồng, bà nói là: con chắc con chết quá thầy, con kết liễu cuộc đời. Nhưng đức nói: cô kết liễu cuộc đời chồng cô nó mừng nhất. Tại vì sao? Nó sẽ đi có vợ khác liền. Thôi thì cô cứ khùng ba trợn, cô kết liễu cuộc đời đi. Trời, con nghe thầy nói cái này con không bao giờ cũng chết. Nó đã thấy không thương mình nữa, nó nói những cái làm mình buồn, mình phiền, rồi mình đi chết, rồi nó cũng phải sống, mà nó còn đi kiếm người khác. Mình chết xong của cải để lại cho nó chứ. Còn mình đi chết, mình đi đâu? Mình đi tam đồ ác đạo. Những cái lý luận Phật Pháp nó đơn giản gì chứ, trong cuộc đời là đa phần bị dính đó quý vị. Nhưng mà con người ta lạ thay nghe quý vị, họ tiếp nhận Phật Pháp là giống như ở trên trời dưới biển vậy quý vị ơi. Làm gì được đâu, có kết quả gì đâu. Tôi học Phật đây tôi thấy nó lợi ích quá trời lợi ích luôn. Điều là những cái đơn giản vô cùng trong cuộc đời. Tôi nói thiệt 100% Phật Pháp cực kỳ đơn giản. Chắc là người ta thiếu cái gì nên người ta phải cực khổ đi tìm kiếm. Nhưng đức thấy Phật Pháp cực kỳ đơn giản luôn. Chỉ cần quý vị mà đi sâu vào định lực nhân quả thôi, trong Phật Pháp vị thông, cái mà đi vào để giác ngộ Phật Pháp là tin nhân quả, chắc chắn quý vị luôn. Nếu quý vị tin nhân quả sâu đến trình độ nào thì quý vị sẽ giác ngộ đến trình độ đó. Quý vị biết khi Đức Phật thành Phật là Ngài đạt đến trình độ nào không? Triệt để nhân quả, hoàn toàn thông hiểu thì là Phật.
Vì sao? Không có bị một cái gì chói buộc cả thì là Phật thôi. Là ngay cái chỗ gì nhân quả hoàn toàn thông suốt thì không có một cái gì buồn khổ nữa hết. Tại nhân quả, nhân quả, nhân quả, nhân quả, gieo nhân thì gặt quả, gieo nhân thì gặt quả, cứ làm hoài gì. Thì tất cả những cái gì thấy quả thì biết nhân, mà nhìn nhân thì biết quả. Từ phàm phu cho đến khi là thành Phật, nó đều là nhân quả. Tin đến mức triệt để thì không còn một cái gì bị chói buộc được chúng ta mà không còn khổ đau gì nữa. Chúng ta nói tin nhân quả nhưng chúng ta chưa tin được bao nhiêu. Khi 1% chúng ta cũng chưa tin nổi nữa. Nên chúng ta bị bao nhiêu sự khổ đau trong cuộc đời này, bao nhiêu phương diện khổ nó đưa đẩy đến để chói buộc mình, làm mình khổ. Vì bản thân mình chưa tin sâu nhân quả, quý vị ơi. Cứ trách những phương diện làm khổ mình. Tại sao, tại sao? Vì mình không tin nhân quả. Nhìn quả thì biết nhân, mà nhìn nhân thì biết quả. Mà mình thì không tin nhân quả, không biết gì là nhân quả, là mình mù mờ trong cái nhân quả này, bản thân mình khổ đau te tua thả tơ tàn tạ. Nên từ nơi đó Phật pháp nó lãnh ngộ ngay chỗ cái chỗ tin sâu nhân quả. Nhắm mục tiêu đó đi thì cũng niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, thì cũng là tin sâu nhân quả chứ gì. Bây giờ chúng ta quyết chí phải về cực lạc quý vị ơi. À, phải niệm Phật về cực lạc nha. Chúc quý vị an lạc quý vị ơi. Hồi hướng quý vị ơi. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.